theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau 5 năm thực hiện chương trình OCOP, tính đến tháng 11 năm 2023, toàn quốc có 63 trên 63 tỉnh, thành phố đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP với 10.881 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, cùng 5.610 chủ thể OCOP. Tại nhiều địa phương, OCOP đã trở thành tiêu chí bắt buộc đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm tạo ra cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời xây dựng đội ngũ chủ thể OCOP hùng hậu. Khi mà được lãnh đạo địa phương cũng như lãnh đạo tỉnh hỗ trợ để tư vấn, cũng như là tư vấn để thi sản phẩm OCOP, thì đến bây giờ, đến hiện tại tôi mới thấy được cái tầm quan trọng của sản phẩm OCOP nó như thế nào. Và nó cũng là động lực giúp tôi có những cái định hướng và những cái chiến lược phát triển cho các cái sản phẩm khác. Từ những thành công của mô hình thí điểm, chương trình OCOP ngày càng được triển khai rộng rãi trên khắp cả nước, từ Hà Giang, Sơn La, Hà Nội, Tây Nguyên, Khánh Hòa, góp phần không nhỏ trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Đối với sản phẩm OCOP thì ngoài cái nghị quyết 17 của Hội đồng nhân tỉnh Quảng Nam, thì huyện Nam Trà My cũng tập trung vào các loại sản phẩm mà chuyên sâu về các loại dược liệu quý và cái hàng nông sản mà đặc sắc của miền núi này, thì chúng tôi hướng vào đó để tập trung nâng cao cái giá trị sản phẩm, đồng thời là tạo cái công ăn việc làm cho người dân bản địa ở đây. Trải qua hơn 10 năm xây dựng, hình thành và phát triển, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP không chỉ tạo nên thương hiệu cho mỗi địa phương mà còn đem lại nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện ngày mới được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và ngồi bên cạnh tôi đây là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Ơn. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa giáo sư, được biết ông là người đầu tiên đưa chương trình OCOP về Việt Nam. Vậy thì từ đâu mà ông lại có ý tưởng và hành động đặc biệt này ạ? 2012 chúng tôi có trao đổi vấn đề đó với ông Phạm Minh Chính. Thế nhưng mà phải mất 2 năm để tiếp tục phát triển cái ý tưởng đó thì cho chúng ta thấy rằng nó không dễ một chút nào cả. Ban đầu ấy, mình phải có một cái sự khởi đầu đã, phát triển theo quy tắc từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Rồi quan trọng nhất là trong kinh tế là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư chứ không phải là quy mô. Đúng không? Mà nhiều khi nhỏ lại là có võ, nó linh hoạt. Rồi thì các ban ngành khác cũng phản đối và cái chương trình OCOP như này thì không cần thiết. Bởi vì là đã có rất nhiều cái chương trình chạy như thế, ví dụ như là đã có chương trình thương hiệu rồi. Người ta đã tập trung và người ta xây dựng thương hiệu, người ta làm rồi. Thì người ta gặp rất nhiều sự phản đối. Nhưng mà rất may là ông Phạm Minh Chính, ông là một người rất quyết liệt. Khi ông đã quyết một cái vấn đề gì đó mà không làm là không được. Thế thì vì có một cái người như vậy cho nên là cái chương trình này mới triển khai được ở tỉnh Quảng Ninh. Ở thời điểm đó, câu chuyện về OCOP chắc chắn là còn rất mới mẻ ở nước ta. Vậy thì ông đã làm như thế nào để đưa OCOP về với từng địa phương, từng xã và khi đó mọi người tiếp nhận như thế nào? Ta biết rằng là cái chương trình OCOP thì nó có khởi đầu từ chữ là chương trình. Thì chúng tôi học theo mô hình của Thái Lan. Nhưng chương trình có nghĩa là nó phải có mục tiêu đặt ra. Đấy, đo lường kết quả phải đạt là cái gì. Thứ hai là phải dành nguồn lực cho nó. Thứ ba là phải có con người và có một hệ thống tổ chức. Thì đấy là chương trình. Loay hoay mất 2 năm để xây dựng được cái đề án đó, để bảo vệ được cái đề án đó. Và sau này cũng như vậy, vào 2016 mà khi mà Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mà quyết định là nhân rộng cái mô hình ra toàn Việt Nam thì cũng khởi đầu từ việc là phải xây dựng một cái đề án để trình lên chính phủ. Đấy là khó khăn lớn thứ nhất. Cái cửa ải thứ hai ấy, là bây giờ làm sao để cho người dân, cho chính quyền, các cấp người ta hiểu về cái này. Tôi nhớ mãi là cứ đi xuống huyện này xong lại đi huyện kia. OCOP là cái gì? Tại sao chúng ta phải làm? Nếu làm cái này thì nó sẽ đạt được cái gì? Cách làm ra sao? Mà rất may ấy, là tôi đã có nguyên mẫu. Chứ tôi không phải là đơn thuần là nhà khoa học chém gió. Mà tôi đã làm rồi, thế thì tôi đưa ra đây này, người ta làm được như này này và người ta cần cái này, thiếu cái này. Mình đưa ra dẫn chứng, đưa ra ví dụ mà mình thực sự đã trải qua. Khi mà mình có cái đó rồi thì mình đưa vào cái phần thuyết trình của mình, cộng với lý thuyết nữa, cộng với thực tiễn thì người ta bắt đầu bị thuyết phục. Tôi nhớ là từ đồng bằng sông Cửu Long cho đến Đông Nam Bộ, cho đến Tây Nguyên, cho đến Duyên Hải miền Trung, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc, Đông Bắc mà bản thân chúng tôi là phải đi thuyết trình cực kỳ nhiều luôn. Nói đi nói lại như là một cái máy. Tất nhiên năm nào thì mình cũng sự thay đổi dựa trên tình hình thực tiễn.
đấy là hai cửa ải lớn nhất mà chúng ta phải vượt qua. Như vậy ban đầu bộ tiêu chí đánh giá của chương trình OCOP được xây dựng như thế nào và đến nay thì đã có sự cải tiến thay đổi gì không? Chúng tôi mới kết hợp cái nguyên lý đầu tiên là phải dựa trên nguyên lý phát triển cộng đồng đã. Đấy. Hai là dựa trên cái nguyên lý là sản xuất và kinh doanh sản phẩm. Hai cái này nó phải gắn với nhau thì nó mới tạo ra chương trình OCOP. Thế thì nguyên lý về phát triển cộng đồng là người dân phải góp vốn. Thứ hai là sản xuất kinh doanh phải minh bạch. Chúng tôi đã kết hợp tất cả cái này vào cái bộ tiêu chí, xây dựng cái bộ tiêu chí theo hướng là đạt được tối đa. Vì vậy cái bộ tiêu chí này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nó để cho tư vấn là bám theo cái bộ tiêu chí này để hỗ trợ cho người dân. Đấy. Cái thứ hai là nó giúp cho người dân cũng bám theo cái này để phát triển sản xuất và kinh doanh. Được triển khai từ năm 2021, đến nay chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP được tỉnh Bắc Cạn xem như lực đẩy để hướng đến phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Tính đến tháng 6 năm 2024, Bắc Cạn đã có gần 200 sản phẩm được gắn sao OCOP, trong đó một sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, 18 sản phẩm 4 sao, 163 sản phẩm 3 sao. Bắc Cạn là một trong những tỉnh có số lượng sản phẩm OCOP nhiều trong cả nước. Một số sản phẩm OCOP nổi bật của tỉnh Bắc Cạn như tinh nghệ curcumin, nano curcumin, miến rong, mật ong, bún, phở khô, trà mướp đắng rừng, chè san tuyết, trà túi lọc, cao cà gai leo được người tiêu dùng ưa chuộng, mang lại lợi ích cho người sản xuất và khách hàng tiêu dùng, từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm nông sản Bắc Cạn. Một số sản phẩm OCOP của Bắc Cạn đã được đưa lên sàn thương mại điện tử Voso, Postmas, Alibaba. Bản thân cá nhân và đơn vị luôn luôn cầu toàn và luôn luôn có những cái sân chơi nhất định để cái nọ nó bổ trợ cho cái kia và nó thành một cái quy trình tròn khép kín để làm sao là mình càng ngày càng hoàn thiện cái sản phẩm của mình tốt hơn. Thì chúng tôi quyết định tham gia chương trình OCOP cũng đầu tiên của tại tỉnh. Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP không chỉ nâng cao giá trị các sản phẩm truyền thống, các đặc sản địa phương mà còn góp phần không nhỏ trong công cuộc phát triển kinh tế, đảm bảo công ăn việc làm cho bà con nông dân tại địa phương. Gắn bó với Bắc Hà là từ khi bắt đầu sản phẩm ra thị trường là 2015. Đến nay môi trường làm việc thì càng ngày càng phát triển. Thành công của chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP là sự góp công góp sức của rất nhiều tổ chức cá nhân, những con người luôn hướng đến cộng đồng, vì cộng đồng, mong muốn đem lại giá trị cho nhân dân, cho đất nước. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thì đã triển khai trên phạm vi toàn quốc được 7 năm, cũng với 11.000 sản phẩm của hơn 5.000 chủ thể, cũng đã trở thành một cái chương trình phát triển kinh tế xã hội ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các cái sản phẩm OCOP dần ngày càng được tăng về số lượng và chất lượng, dẫn đến cũng đã có chỗ đứng trên thị trường, nhiều sản phẩm có cái sức cạnh tranh tốt, đã thâm nhập được vào thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Đây không chỉ là chương trình đem lại lợi ích cho quốc gia, mà từ những chuyến đi, những hành trình phát triển cộng đồng đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, đem lại những giá trị cao cả đối với người cho đi và người nhận lại. Mình đã đi cùng với thầy từ những năm 2018, tính ra là như vậy là đã được 7 năm rồi. Đấy, cái mong muốn lớn nhất của mình ấy, đấy là thứ nhất là mình muốn lại là cùng với thầy xây dựng một cái cộng đồng sống tử tế. Cái thứ hai ấy, đấy là mình mong muốn góp phần phát triển cái cộng đồng theo cái định hướng của thầy. Mình cảm nhận được ấy, những cái mình là một con người sống có giá trị cho xã hội. Sau khi mà tham gia chương trình OCOP xong ấy thì có thể nhận thấy là họ khi gặp lại mình ấy, họ thực sự rất là họ cảm ơn mình. Thì mình nhận được là những cái mình trước đến giờ mình làm ấy thì nó có ích, thực sự có ích cho cộng đồng. Việc triển khai thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm tại các địa phương có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng, nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương. Phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, làm thay đổi tập quán sản xuất cũ, khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự tin, sáng tạo khởi nghiệp trong nhân dân, hướng người dân phát triển sản xuất định hướng kinh tế thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất khu vực nông thôn.
Rõ ràng không chỉ người nông dân hay người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ các sản phẩm OCOP, mà có thể nói là cả ngành kinh tế Việt Nam cũng đã có những thay đổi đáng ghi nhận từ kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Ông thấy thế nào về điều này? Trước đây là chúng ta làm ăn nhỏ lẻ. Có là mình cứ làm thôi, tôi nuôi con gà, nuôi con vịt, tôi trồng cây dưa. Thôi thì thương lái đến mua thì tôi mua. Năm nay thì giá đắt thì nó đến nó mua ầm ầm từ đầu, giá rẻ nó bỏ luôn. Thế là năm nay được giá mất mùa, sang năm lại được mùa lại mất giá. Tất cả cái này nó cứ lặp đi lặp lại. Đó là vì chúng ta sản xuất hàng hóa nhưng chúng ta không theo định hướng thị trường. Thông qua cái chương trình này là có sự thay đổi về mặt tư duy. Tư duy là thay vì làm nhỏ lẻ không định hướng thị trường sang là sản xuất phải định hướng thị trường. Cái thứ hai là phải đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đó là phải có tiêu chuẩn. Sản phẩm phải có tiêu chuẩn là nói. Tiêu chuẩn này để bảo đảm cho người tiêu dùng là người ta bỏ đồng tiền bát gạo ra, người ta xứng đáng được hưởng cái sản phẩm như thế. Là để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Cái thứ hai là muốn sản phẩm sản xuất ấy một cách hợp pháp thì phải đủ điều kiện. Thế thì đây chính là một cái tư duy chúng ta phải có sự thay đổi đi. Một là định hướng nhu cầu của khách hàng. Cái thứ hai đó là phải theo tiêu chuẩn, đúng không ạ? Gồm có tiêu chuẩn của sản phẩm và tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Thì đây là một cái sự thay đổi mà tư duy. Thì đấy là dưới góc độ kinh tế ở vùng nông thôn thì tôi nghĩ rằng đây là những cái thay đổi rất lớn về mặt tư duy của chúng ta. Chúng ta thường được nghe nhiều về các sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao hay là 5 sao. Vậy thì cần những tiêu chí gì để đạt được những đánh giá này cũng như để phân biệt giữa các cấp bậc của sản phẩm ạ? Cụm thứ nhất mà ai cũng muốn đó là chất lượng của sản phẩm. Cụm thứ hai là sản phẩm dù anh có chất lượng lên mấy nhưng khả năng bán hàng tiếp thị của anh kém thì anh vẫn chết như thường. Vì vậy bộ tiêu chí nó sẽ đánh giá mạnh là nếu như sản phẩm này nó dựa trên một cái ý tưởng đã có từ xưa nay trong cộng đồng hay là nó dựa trên cái nguồn nguyên liệu mà có sẵn ở trong địa phương thì sẽ được đánh giá rất là cao. Còn nếu anh nhập hoàn toàn từ nước khác về để sản xuất ra sản phẩm thì sẽ bị loại. 3 sao có nghĩa là ta gọi là tiêu chuẩn, là tối thiểu, ta gọi là sàn. Anh phải được 3 sao có nghĩa là từ 50 điểm đến 70 điểm, đấy, có là trung bình đấy, thì anh mới có cửa để đưa sản phẩm ra thị trường một cách hợp pháp và hơi có khả năng cạnh tranh một tí. Thế còn 4 sao có nghĩa là bắt đầu có cửa đấy để có thể tiến lên cao hơn nữa. Thế còn 5 sao là thuộc loại long lanh, đúng không? Là từ 90 điểm đến 100 điểm. Đấy, thì loại đấy là loại mà đã phải tham gia vào xuất khẩu hoặc là có cửa để xuất khẩu. Với các kết quả đạt được thời gian qua, ông đánh giá như thế nào về tình hình thực hiện chương trình OCOP hiện nay ở Việt Nam? Về OCOP Việt Nam đến giai đoạn hiện nay ấy, thì điều đáng ghi nhận lớn nhất đó là chúng ta đã có một cái hệ thống chính trị vào cuộc thực sự. Đấy, và nó đã được xuất hiện trong cái văn bản về phát triển nông thôn mới ở giai đoạn mới của chúng ta là đều có nhắc đến là phải triển khai tốt cái chương trình OCOP và coi đây là một cái giải pháp để thực hiện cái chương trình nông thôn mới của chúng ta. Thì đấy là một cái mà đồng loạt 63 tỉnh thành đều có triển khai. Cái thứ hai là mỗi một địa phương từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều có phân công người đấy, để đồng hành cùng với người dân. Đấy, thông qua cái thực hiện chu trình OCOP là có sự đồng hành của nhà nước để bù đắp cho những cái phần còn yếu của người dân. Giai đoạn 1 và bắt đầu sang giai đoạn 2 thì chúng ta đã tạo ra được gần 11.000 sản phẩm. Đấy, mà có đủ tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Tôi nghĩ rằng đấy là cái thành quả rất là lớn của chúng ta. Về phía người dân thì cũng đã rất là hào hứng tham gia vào cái chương trình này. Bằng chứng là có 5.600 chủ thể và tạo ra gần 11.000 cái sản phẩm khác nhau. Chứ như vậy là người dân cũng tham gia vào quá trình đó. Và rất nhiều người thì trước đây chưa hề biết là bây giờ muốn làm nhưng không biết làm như nào, thì bây giờ cũng đã bắt đầu biết cách. Đến nay đã 12 năm chương trình OCOP về với Việt Nam, là người dành rất nhiều tâm huyết cho OCOP. Ông còn gì trăn trở và mong muốn của ông gửi gắm vào đứa con tinh thần này là gì ạ? Mỗi xã một sản phẩm không có nghĩa là tôi có một sản phẩm là xong. Đấy, thực ra dư địa của nó rất lớn, thì tôi đang nghiên cứu rất kỹ ở các nước khác. Ví dụ như Thái Lan thì sau 17-18 năm triển khai một cách liên tục thì một xã người ta làm ra 40 sản phẩm đó. Như vậy dư địa của chúng ta mới được 1/40. Cho nên thì chúng ta xác định rằng là chúng ta phải tiếp tục khai thác cái dư địa này. Mà muốn khai thác dư địa này thì chúng ta hệ thống chính trị phải duy trì. Chúng ta đừng nghĩ rằng là hết một nhiệm kỳ này là xong, chương trình này dừng lại. Không phải, mà nó phải theo nó liên tục. Ví dụ Nhật Bản người ta làm đến 40 năm nay, Thái Lan người ta làm hơn 20 năm nay, người ta vẫn tiếp tục người ta làm. Còn chúng ta mới làm được từ 2018, chính thức chúng ta triển khai năm nay là 24, đúng không?
thì mới được có 6 năm, chưa ăn thua. Có là chúng ta vẫn phải tiếp tục chúng ta làm để khai thác được hết cái dư địa này. Nếu cái dư địa này nó được khai thác hết thì quả thật là cái kinh tế ở vùng nông thôn nó phát triển mạnh. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng tâm huyết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Ơn. Chúc cho ông có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục sẽ đồng hành cùng với nông dân Việt Nam trong chặng đường sắp tới ạ. Vậy là thời lượng của chương trình Câu chuyện ngày mới đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.